Ở đây được canh gác rất cẩn thận. Cả nhà mau uống túi cool năng lượng thần kỳ để được bảo vệ nào. Họ định làm gì với số rác này chứ? Nguy hiểm! Chúng ta phải hành động thôi. Sữa uống dinh dưỡng Cool Men Nhật mới, bổ sung củng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch. Tuyệt vọng đi, gia đình Cool siêu phàm. Ta tan làm đây. Nguy rồi, đảo rác đang tiến về hướng thành phố. Cứ thế này thì thành phố sẽ ngập trong núi rác mất. Tinh thần phấn chấn mới đi. Còn có cách rồi. Em mau nói đi Tấm Tuốt. Cả nhà giúp con nối những chiếc drone lại với nhau đi. Cả nhà đã nối xong rồi con gái. Đảo rác trôi chậm hơn rồi. Giỏi lắm Tấm Tuốt ơi. Ôi da. Nguy hiểm. Cả nhà đừng sợ. Hả? Bạn Bạch Tuộc đã cứu con đó. Bạn ấy bảo là vì ăn phải rác thải nên cơ thể mới bị biến dị như thế. Hồi nãy tưởng gia đình ta muốn xả rác nên bạn ấy mới ngăn lại thôi. Ra là vậy. Bạn ấy muốn ngăn cản đảo rác phá hủy môi trường và cả các bạn ấy nữa. Mẹ đưa mọi người đến để cùng dọn sạch đảo rác đi. Nhờ mấy tái chế của Tám Tuốt mà anh và Chớp Chớp đã dọn được kha khá rồi đó. Hai bố con giỏi quá. Thế còn Tám Tuốt đâu rồi? Con ở đây. Trên cổ con là bạn Bạch Tuộc khổng lồ tối qua đó mẹ. Con đã pha chế thuốc cho các bạn sinh vật biển uống. Các bạn đang dần trở lại bình thường rồi ạ. Thế mà tối qua tên nào nói mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ngủ thẳng cẳng đến trưa. Nhưng ta làm gì có cặn. Ý ta không phải thế. Ngươi thôi, hỏng bụi thì còn ta. Các ngươi cứ chống mắt lên mà xem tiến sĩ đời thể hiện đây. Các bạn uống túi Cool sô-cô-la nóng để nạp lại năng lượng nè. Hội hắc ám vẫn còn 2 âm mưu nữa, trông cậy hết vào mọi người đó. Cảm ơn Cool Cool. Gia đình Cool siêu phàm đã giải quyết được âm mưu làm ô nhiễm trái đất bằng rác thải, nhưng mọi chuyện liệu đã dừng lại? Các bạn hãy đón xem tập 4 Trái đất hậu tận thế trên kênh Love Cool để theo dõi hành trình giải cứu trái đất của gia đình Cool siêu phàm nha. Sữa uống dinh dưỡng Cool Men Nhật mới, bổ sung củng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch.